Trời thương Phật độ, tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, đúng tháng 5 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã chỉ ra rằng đúng tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý cô bác tuổi Đinh Dậu sẽ được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, thong dong tận hưởng phúc khí cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình của quý cô bác tuổi Đinh Dậu sẽ ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, cát tinh, cát tướng nâng đỡ, đang nợ ngập đầu, bỗng nhiên giàu sụ, trả hết nợ nần, sống đời đại gia, tiền vàng ngập két. Quý mệnh chủ thân mến, tử vi học có nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh khác nhau, có những người, số mệnh bắt buộc phải trải qua thời gian nghèo khó, khổ cực, túng thiếu, nhưng nhờ vậy họ mới tìm được những tháng ngày tốt đẹp trong tương lai. Trong số 12 con giáp, người tuổi Đinh Dậu, độc lập chi kê, tức là cô độc, trời sinh số mệnh, đắc tài phú. Số này định rằng, khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, túng thiếu, nhưng từ 45 tuổi trở đi, thì cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Đến khi về già, họ sẽ có cuộc sống tiền bạc đủ đầy, tinh thần viên mãn, sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy, trong tháng 5 âm lịch này, vận trình của người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, sẽ diễn ra như thế nào? Cơ hội phát tài, may mắn, phú quý nào sẽ đến với con giáp tuổi này? Tất cả sẽ có trong luận giải lá số tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Đinh Dậu. Quý vị hãy cùng theo dõi chi tiết luận giải ngay sau đây nhé! Tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, cát tinh, cát tướng nâng đỡ, đang nợ ngập đầu, bỗng nhiên giàu sụ, trả hết nợ nần, sống đời đại gia. Thưa quý vị, năm 1957, theo âm lịch, là năm Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa, do phải trải qua đống lửa, nên nhiều người nghĩ rằng năm này là năm Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tượng trưng cho sự khôi phục và vươn lên từ đống cho tàn của thất thoát và cơ cực, bay vút lên tới đỉnh cao của thành đạt và thịnh vượng. Bởi vậy, người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, mang trong mình mệnh cách phú quý, là con của trời, hệt như chim Phượng Hoàng vậy. Bản mệnh thường có tính cách thẳng thắn, không sợ quan quyền, điều tiếng, dám nói dám làm, hơn thế họ còn rất sắc sảo, hóm hỉnh, ăn nói khéo léo, giỏi xã giao, tài năng có thừa, lại vô cùng quyết đoán. Người này thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình, để tìm ra giới hạn của bản thân. Thông thường, những thành công của họ đa phần phụ thuộc vào trí thông minh và sự tính toán hợp lý, nhạy bén. Người sinh năm Đinh Dậu không quá khó tính, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, có tầm nhìn xa trông rộng cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn, nắm bắt nó để vươn tới thành công. Tuổi này không thích giao du với quá nhiều loại người, họ chỉ chọn bạn mà chơi, đã ghét ai thì ghét ra mặt, khó mà biến thù thành bạn. Tuy nhiên, được sinh vào năm Đinh Dậu hành hỏa, mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, sẽ giúp họ cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi gà còn lại. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đáy lòng vẫn là khoảng lặng kín đáo và sự tham vọng không hề nhẹ. Tuổi Đinh Dậu rất kỳ vọng vào bản thân, họ ham học hỏi, biết nhìn xa trông rộng, nên thường đặt ra những mục tiêu rất cao, đòi hỏi bản thân phải thực hiện được, hoặc chí ít cũng tạo cơ hội để tự mình trau dồi kiến thức, tìm ra giới hạn bản thân. Hành hỏa cũng ảnh hưởng đến tác phong, phong cách của bản mệnh, họ tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Những chú gà lửa chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn, họ coi vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng.
Sự thông minh, hiểu biết cũng như thái độ tự tin, tinh thần tự chủ của tuổi này là vấn đề không cần bàn cãi. Tuy nhiên, hành hòa có thể khiến họ tự tin thái quá. Đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của con giáp này có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Vì ý thức được tài năng và trí thông minh của mình, Đinh Dậu đương nhiên cho rằng cách của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Vì thế, các mối quan hệ xã giao thường thiếu hài hòa là nguyên nhân dẫn đến sự mâu thuẫn, tranh chấp. Có khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, bản mệnh có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Tình duyên tuổi Đinh Dậu mãnh liệt đầy đam mê, họ đa cảm, dễ ngộ nhận, yêu vội nhưng sớm nhận ra vấn đề rồi trải qua một quá trình tìm kiếm khá dài mới tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Với tính cách này, thường thì họ yêu sớm, từ thời trung học, nhưng e ấp rụt rè trong việc bày tỏ, chỉ khi nào họ quá yêu thì động cơ bày tỏ của họ mới được thôi thúc mạnh mẽ. Nam mạng Đinh Dậu là người năng động, tháo vát, nhanh trí trong tất cả công việc và các mối quan hệ xung quanh họ, nhưng họ lại có một điểm yếu, đó chính là họ rất nóng tính, khó kiềm chế được cảm xúc, sốc nổi, để rồi nói ra những lời nói làm tổn thương người khác. Nữ mạng tuổi này là người yêu thiên nhiên, rất thích một cuộc sống có cây có cỏ, thoải mái, tự tay họ chăm chỉ học tập, khám phá những điều mới lạ. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 5 âm lịch của người tuổi Đinh Dậu. Xem tử vi tháng 5 tuổi Đinh Dậu âm lịch, nhờ được nhiều cát tinh cao chiếu, nên vận trình tháng mới của con giáp này khá ổn định và nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung, đây là một tháng mà bản mệnh đón phúc khí dồi dào và dễ đạt được những thành công như mong đợi. Công việc của bạn không có nhiều áp lực, nhiệm vụ hoàn thành đúng dự định, trạng thái tinh thần khá thong thả. Tháng này là tháng khai vận nên dường như sự nghiệp ổn định, giúp bạn có đà vững tiến và bắt đầu tính toán đến các kế hoạch lâu dài. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng, dù nhỏ nhưng không hẳn là không đáng quý, nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại của bạn đấy. Mọi thứ đều cần được xây dựng từ căn bản trước thì mới bền vững về lâu dài. Công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng, nhiều khả năng bạn có được các mối quan hệ tốt. Nên thời gian này là cơ hội để bạn có thể tìm kiếm những vận may và có được đối tác tốt cho sự nghiệp của mình. Nếu có gặp trở ngại, thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua nó. Tháng có thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh, giúp tình cảm như khai hoa kết trái. Các cặp đôi dễ nên duyên hòa hợp, với người cô đơn thì vui vẻ, tinh thần phơi phới, nên đây cũng là cơ hội tốt để bạn có thể cải thiện bản mệnh, kết nối tơ duyên của mình. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn trong tháng, nên tinh thần cũng rất thoải mái, góp phần cải thiện sức khỏe. Có điều, đừng vì nó tốt mà bạn lãng phí, hãy biết cách nghỉ ngơi cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe. Lưu ý chế độ cân bằng dưỡng chất. Đầu tiên là phương diện sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 5 của 12 con giáp âm lịch, đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu trong tháng mới được dự đoán là sẽ có bước tiến đáng kể. Tam hội xuất hiện mang theo quý nhân phù trợ, bản mệnh đón vận khí đại cát, đại lợi, hỉ khí dồi dào, gặp mắn trên nhiều phương diện. Công việc trong tháng không có nhiều áp lực, kế hoạch đặt ra đều được hoàn thành theo đúng dự định, tiến trình công việc nhìn chung là thuận lợi, gặt hái thành quả không tồi. Cũng nhờ thế trạng thái tinh thần của những chú gà khá là thong thả. Điềm báo tử vi cho thấy, nam mệnh sẽ có nhiều lợi thế hơn cả nhờ được Thái Dương cát tinh hỗ trợ, năng lực hành động của bạn tăng cao. Con giáp này dám nghĩ, dám làm, tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, càng dễ dàng có được hiệu suất làm việc cao. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng, dù nhỏ nhưng không hẳn là không đáng quý. Nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại của bạn đấy. Mọi thứ đều cần được xây dựng từ căn bản trước thì mới bền vững về lâu dài. Đây cũng là tháng phù hợp để tuổi Đinh Dậu thúc đẩy và nâng cấp các mối quan hệ xã giao, tạo đà thuận lợi hơn nữa cho tiến trình thăng tiến về sau, không phải lúc nào cũng có sẵn lợi thế như hiện tại. Bạn nên trân trọng những gì mà mình được vận thế trao tặng. Có điều, bản mệnh cũng cần hết sức lưu ý, làm gì cũng cần hạn chế bớt cái tôi của mình, phải khiêm tốn, chứ đừng phô trương thái quá hoặc tỏ ra ngạo mạn, khinh thường người khác, kẻo tự chuốc lấy hậu quả cho chính mình. Tiếp theo là phương diện tài lộc. Tử vi tài lộc, tháng 5 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy, bước sang tháng này, vận trình tài lộc của mệnh chủ khởi sắc hơn hẳn. Một mặt được vận khí ủng hộ,
mặt khác lại có tam hội quý nhân trợ lực, con đường kiếm tiền, làm giàu, thuận băng băng, cảm giác trôi chảy bất ngờ. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng, nhiều khả năng bạn có được các mối quan hệ tốt, nên thời gian này là cơ hội để bạn có thể tìm kiếm những vận may và có được đối tác tốt cho sự nghiệp của mình. Nếu có gặp trở ngại, thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua nó. Nhìn chung chính tài đương lúc vượng, chỉ cần bạn tập trung làm tốt công việc chính, đầu tư thời gian và công sức, nỗ lực không ngừng, thì chẳng cần phải ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác, vẫn có thể dư giả trong chi tiêu. Tuy nhiên, dù có tiền bạc trong tay thì bạn cũng nên cẩn trọng trong việc chi tiêu, tránh vung tay quá chán. Với người làm kinh doanh buôn bán, đây cũng là một tháng buôn may bán đắt đối với bạn, các đơn hàng được xử lý trơn tru, nhập vào hay xuất ra, đều đạt doanh thu khả quan. Tuy nhiên, dù thứ tay có dấu hiệu ổn định hơn so với tháng trước, nhưng đầu tư mạo hiểm vẫn có thể dẫn tới phá tài bất cứ lúc nào, nhất là các hạng mục như chứng khoán, tiền ảo, vân vân, tỷ lệ lỗ nhiều hơn lãi, nên biết dừng đúng thời điểm. Tiếp theo là phương diện tình duyên. Bước sang tháng mới tuổi Đinh Dậu được cả Mộc Dục và Thiên Diêu chủ đào hoa chiếu mệnh, nên nhân duyên khởi vượng, hanh thông, đi đến đâu cũng được người yêu kẻ mến. Cát tinh không chỉ xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc mà còn đem đến cho bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Những cuộc gặp gỡ xã giao diễn ra hài hòa, vui vẻ, giúp tinh thần của bạn khá thoải mái. Người độc thân sẽ được lợi hơn cả khi có đào hoa tác động, bản mệnh có nhiều cơ hội kết nối tương duyên của mình, cần chủ động nắm bắt. Các cặp vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra lời qua tiếng lại vì vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái hay những quan điểm trái ngược. Nhưng cũng là chuyện thường tình, quan trọng vẫn là cả hai đang nỗ lực vun đắp cho mái ấm gia đình thì mọi thứ đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tin vui nhân đôi là sức khỏe của tuổi Đinh Dậu cũng không có gì đáng lo ngại, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đối với bạn trong tháng, nên tinh thần cũng rất thoải mái, trạng thái vui tươi là một trong những liều thuốc bổ duy trì sức khỏe dồi dào cho bản mệnh. Vì thế, dù công việc hay cuộc sống có tạo ra áp lực đến mấy, thì bạn cũng nên tiết chế cảm xúc, điều chỉnh tâm thái bình tĩnh, bình thản đối phó. Nhưng cũng đừng vì thấy thể trạng sung mãn mà chủ quan và lãng phí sức khỏe, hãy biết cách nghỉ ngơi cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe, lưu ý chế độ cân bằng dưỡng chất. Sau đây, mời quý vị cùng đi tìm hiểu tiếp vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, trong tháng 5 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên, từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch. Xem tử vi tuần đầu tháng này, dưới tác động của cục diện tương khắc với hành kim, người tuổi Đinh Dậu làm lãnh đạo, cần phải tránh thái độ độc đoán, bắt người khác làm theo ý mình. Để công việc được tiến triển hiệu quả hơn, bạn nên dành cho người khác cơ hội để thể hiện bản thân. Con giáp này cần phải hiểu rằng, dù tự tin đến mấy hay gặt hái thành tích cao đến đâu, thì bạn cũng không nên tự biến mình thành một kẻ kiêu ngạo, ích kỷ, luôn muốn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý mà lại không biết lắng nghe. Ngũ hành khuyên người đã có đôi có cặp thì cần phải chân thành trò chuyện với nhau nhiều hơn, giấu mọi chuyện trong lòng, chỉ khiến đôi bên ngày càng xa cách, thậm chí nảy sinh hiểu lầm, nghi ngờ không đáng có mà thôi. Khẩu quyết: không nên tự biến mình thành một kẻ kiêu ngạo, ích kỷ. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường, đen, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuần thứ hai, từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 5 âm lịch. Trái với tuần đầu tháng, tuần này dưới sự thúc đẩy của tam hợp, người tuổi Đinh Dậu rất hăng hái và sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ. Bạn không sợ, dù mình có phải chịu vất vả hay thất bại. Tuy nhiên, bên cạnh việc không ngừng đổi mới bản thân, bạn cũng cần chú ý tới những điểm chưa tốt của mình. Hãy lắng nghe quan điểm của mọi người xung quanh, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra điểm thiếu sót của mình để có thể thay đổi. Nếu có kế hoạch xuất hành trong tuần, bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn được gặp nhiều điều thuận lợi. Khẩu quyết: nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo để gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường, xanh lục, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. Tử vi tuần thứ 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Nhờ có tam hội thúc đẩy,
Người tuổi Đinh Dậu có tinh thần trách nhiệm rất cao, bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi việc trong khả năng của mình. Hãy hết sức phát huy điểm mạnh của mình để lãnh đạo có thể nhìn thấy bạn với ánh mắt khác xưa. Thời điểm này, bạn cần chú ý tới việc xây dựng mối quan hệ với các đối tác hơn là tập trung vào việc mở rộng sản xuất. Hãy tập trung phát triển chiều sâu, chứ đừng vội vàng chạy theo xu thế của thị trường. Xem tử vi thấy rằng đây là tuần tốt mọi việc. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch thực hiện việc trọng đại gì thì bạn nên nhanh chóng bắt tay vào làm ngay, chớ nên chần chừ do dự nữa. Bên cạnh đó, tử vi cũng cho thấy những người còn cô đơn có vẻ khá do dự khi lựa chọn những đối tượng theo đuổi mình. Hãy thử lắng nghe theo tiếng gọi của trái tim, bạn sẽ biết ai là người mình yêu quý nhất. Nếu đã có nửa kia, thì bản mệnh và người ấy đang dần dần dung hòa được với nhau. Hai người không còn so đo với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nữa, cũng chính vì thế mà gia đình trở nên bình yên, hòa thuận hơn nhiều. Khẩu quyết, nếu biết tận dụng các cơ hội, bạn chắc chắn sẽ thành công. Sự nghiệp, 5 sao. Tài lộc, 4 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 5 sao. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Tử vi tuần cuối, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 5 âm lịch. Tuần cuối tháng này được thực thần nâng đỡ, đây là thời điểm khá thích hợp để người tuổi Đinh Dậu tiến hành đầu tư. Bạn có thể lựa chọn được những mối đầu tư chính xác, hứa hẹn sẽ nhận được nhiều lợi nhuận trong tương lai. Hãy tin vào linh cảm của mình nhé. Bên cạnh đó, những người làm công việc tự do cũng sẽ nhận được khoản tiền thù lao kha khá. Bạn đã luôn làm việc chăm chỉ để khẳng định vị thế bản thân, khiến đối tác, khách hàng đều muốn quay lại hợp tác với mình. Thủy khắc hỏa, nếu đã có nửa kia, hai người cần phải thông cảm và bao dung cho nhau nhiều hơn, đừng cho rằng đã là người nhà thì đối xử với nhau thế nào cũng được. Ngược lại, càng là người thân thì lại càng có thể tổn thương nhau sâu sắc. Khẩu quyết, vợ chồng cần phải thông cảm và bao dung cho nhau nhiều hơn. Sự nghiệp, 4 sao. Tài lộc, 5 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 3 sao. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần, Mùi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.